Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA có hiệu lực từ cuối năm 2015 đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu vào thị trường này. Trong đó, nhóm hàng nông sản thực phẩm được đánh giá có triển vọng lớn. Hàn Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản thực phẩm chế biến lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Việt Nam được các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá là thị trường nông sản thực phẩm có tiềm năng nên vẫn trao đổi mua bán trong những năm qua. Tuy nhiên, một thực trạng cho thấy, dù là một thị trường rất tiềm năng, nhưng số lượng nông sản thực phẩm mà Việt Nam xuất sang thị trường Hàn Quốc không lớn. Thị trường Hàn Quốc có gần 50 triệu dân, GDP đạt gần 27.000 đô la Mỹ một người một năm. Lượng tiêu thụ mặt hàng thực phẩm lớn. Riêng trong năm 2015, thương mại trong lĩnh vực thực phẩm giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 12 triệu đô la Mỹ và đã có kế hoạch tăng giá trị giao thương trong lĩnh vực này lên đến 20 triệu đô la Mỹ năm 2020. Trong khoảng 7 năm gần đây, Hàn Quốc luôn có xu hướng nhập khẩu từ các nước có cam kết FTA. Số lượng nhập khẩu từ các nước này chiếm tới 90%. Hàn Quốc là một thị trường nhập khẩu khó tính với những tiêu chuẩn cao và chi tiết cho mỗi sản phẩm nông sản thực phẩm. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nhiều vào việc chế biến và xuất khẩu mặt hàng nông sản, thực phẩm, như các loại hoa quả nhiệt đới, vì các mặt hàng này có thị phần tăng rất nhanh tại thị trường Hàn Quốc. Doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận thị trường thực phẩm cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về khẩu vị của người Hàn Quốc, tạo ra những sản phẩm mang đặc thù riêng, đóng gói theo quy chuẩn và đặc biệt là phải quan tâm tới các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thị trường Hàn Quốc là một cái thị trường thì cũng đối với ngành sắn thì hiện nay là một thị trường cũng có tính khắt khe hơn, phải đạt một số các cái chỉ tiêu, ví dụ là về nấm mốc là không được có, rồi một số các cái kim loại nặng trong sản phẩm hoặc là có các cái giấy chứng nhận mà xuất xứ không trồng ở các cái vùng mà có chất độc màu da cam, những các cái tiêu chí, tại vì mục đích của họ là để sản xuất phục vụ thực phẩm nên là tiêu chí họ rất là cao. Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm sang thị trường Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet, Bộ Công Thương và Trung tâm ASEAN Hàn Quốc AKC đã tổ chức các buổi hội thảo giao thương nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối giao dịch, tìm kiếm bạn hàng, đối tác nhập khẩu, tiếp cận và phát triển thị trường thực phẩm Hàn Quốc, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, mang lại nhiều giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp hai bên. Từ trước giờ, bên mình vẫn tìm kiếm các cái đối tác thông qua những cái trang mạng hoặc thông qua một số cái kênh. Thì bây giờ đây là một cái cơ hội để mà các cái doanh nghiệp Việt Nam như bên mình có thể tiếp cận trực tiếp, mặt đối mặt, có thể hỏi những cái nhu cầu thực tế của họ. Thì cái buổi hội thảo này nó rất là có ý nghĩa. Hàn Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản thực phẩm chế biến lớn nhất trên thế giới. Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng xuất khẩu nhóm hàng này. Tuy nhiên, hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam vẫn chưa có thị phần tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường Hàn Quốc. Vì vậy, theo các chuyên gia thương mại, việc tích cực tham gia hội chợ triển lãm về nhóm hàng này là một trong những phương thức hữu hiệu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc là một thị trường cạnh tranh và có yêu cầu cao về giá trị. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu, nắm bắt thông tin để đánh giá được nhu cầu, xu hướng đối với từng nhóm mặt hàng, sản phẩm dự định xuất khẩu sang quốc gia này để tận dụng ưu đãi từ VKFTA.